cơm nước nấu cho ông nội mà ngồi đây ôm bụng làm gì vậy? Đói quá. Đói thì cho nấu cơm ta ăn. Biết gạo thì ăn, có gạo đâu biết cái nào đâu mà nấu. Đúng. Giờ nè chưa nấu cơm nước rồi hỏi. Ủa đi, để tôi cho nấu cơm. Mà ông nghĩ ông làm biết sợ luôn nha. Gà biết chỗ nào biết đâu. Thua luôn á. Nước dừa ai cho đi, uống được không? Uống đi, uống mày đi. Uống có chết đâu. À, uống có chết đâu. Chết gì chết, mình cơm nước nó nấu đi. Gà ly nào mà biết. Một thùng gà má thì ngay cái tủ lạnh đi. Rồi đó. Ăn ké cũng với cái giá trị anh ké đâu, phải ăn ké là chửi đâu nha. Không ké với giá trị ăn ké. Chửi hay không mà em nói, em thiệt á. À anh nói đi, anh nói đi. Không phải chửi, nhưng mà tôi nói ông. Không phải là chửi hay không, nhưng mà tôi nói ông ông bắt cái một cơm đi, tôi đi về đập trứng rồi là chiên ăn đỡ bữa rồi tiếp tục làm. Ông ngồi đây nói đau bụng quá, đau bụng. Ông làm như vậy tôi. Em thiệt em không biết, em kiếm hoài em thấy cái thùng gạo nằm đâu luôn á. Thôi mà thôi lỡ là tôi bắt rồi, tí xíu nữa rồi lên ăn. Ăn ké có giá trị của thằng ăn ké chứ. Anh tự riết em mốt em không qua ăn ké lúc đó anh thiệt thòi đáng chịu. Thôi để tôi vô tôi đập trứng tôi chiên luôn ha. Ăn trứng nữa hả? Đúng rồi. Để ra em cắt cái đuôi cái con bò nhà em nè. Em kho bò ăn. Con bò đó, ăn mấy ấy coi đi, tôi đập 3 trứng, cháu chiên trứng là ăn. Nó lâu chưa? Thôi sao? Anh Chính chưa? Anh nói được một... Anh nấu cơm cho chó ăn hả? Tôi nấu cơm cho tôi không ăn mà ông gì cho chó trong đây ông nổi. Cơm nó sống nhăn đấy mà bố thằng nào ăn thì ăn cho sình bụng mà đâu cũng chết hả anh Khải? Anh nghĩ sao anh nấu cơm vậy nữa? Nó sống nhăn này anh sống. Anh không cho ăn thì anh nói một tiếng cho anh nấu cơm sống thì bây giờ đổ cho chó còn chê không thèm ăn nữa đó anh Khải. Vậy là cái bếp nó bị sao rồi? Sao vậy sao? Chắc em nghĩ chắc do anh đổ ít nước quá mà chưa ở nhà anh không nấu cơm à? Nói đủ vậy sao trời? Đây mọi con nghĩ sao mà em tưởng là anh nấu cơm mà sống nhăn nên mà ăn uống cái gì cái nồi cơm này? Ủa vậy là sao ta? Ít nước hay sao vậy? Đổ ít nước cơm này ai ăn? Nó không nở thật vậy đâu. Ăn đổ ít nước quá nó sống luôn nồi cơm rồi nè. Thì mình ăn ké thì người ta nấu sao mình ăn vậy đi không, chứ. Nhưng mà ăn là bị sinh bụng, bị tiêu chảy. Ủa thường thường ngày tôi cũng nấu vậy mà sao kỳ ta? Nên vậy nó khô ra một lát vậy sao ăn? Nó sống luôn không được hạt gạo sao mà ăn? Ê, mình chiên là đi ăn đi, mình rang á. Chứ thường thường anh nấu cơm sống này anh làm sao? Thì vậy cho con chép nhà tôi. Trời ơi, nó bài đề phí quá. Bây giờ mình có cách nè. Bây giờ nha. Sao nó khô dữ vậy? Nó bị sống mà nó khô đúng rồi. Bây giờ nha, rất đơn giản mà nếu mà anh lỡ nấu cơm bị sống mà đừng có đổ phí lắm. Em thấy đa số mọi người nè, nhất là mấy người mới đầu nấu cơm nó không sống là ta đổ hết. Chứ làm sao không nổi. Với lại một cái hai là đó là người ta đổ lại nước lạnh vô. Đổ lại nước lạnh vô là cái sai lầm nữa. Đổ lại nước lạnh vô mình nấu chai. Nó chai nó không chín được. Đó là sai lầm. Đó có hai cách mà thấy mọi người là một nấu cơm sống là một đổ, hai là đổ nó lạnh nấu lại. Người ta quán sợ bị chửi, đúng không? Nhưng mà đó là sai lầm hôm nay và em sẽ chỉ anh nha, mai mốt anh lưu lại ngày dùng nha. Nếu mà anh lỡ anh nấu cơm sống á, đó là đơn giản thôi. Bây giờ ông không có chỉ gì mà ông lo mà ông làm để mà ít bữa bây giờ ăn này chứ cần chỉ gì để ít bữa. Để em làm vô em làm cho nè. Đây, ví dụ nha. Mà nó sống lắm rồi cái này chai hộp cơm gạo rồi. Anh rưới nước sôi lên, đây nước sôi nha, rưới nước sôi lên. Đó, anh đảo đều. Nước này là phải nước sôi nha. Nó nhão không nổi. Đó, bây giờ anh khi mà anh khuấy lên nó sẽ sệt lại đúng không? Đó được rồi. Đó, nó sẽ sệt lại giống như mình giống như gà bây giờ mới đầu đang sôi nè. Ổn chưa? Rồi được rồi đó. Rồi ok. Anh rồi thêm miếng đi. Rồi, anh bắt lại anh hâm. Tí nữa mình sẽ mở ra cho mọi người coi xem là mình có khắc phục được không, mình có cứu được cái nồi cơm này không để biết liền à. Nếu mà ăn không được là lát nữa là nhịn nghe chưa? Ừ, mở vô. Tắm lại. Nhớ là phải là nước sôi nha, chứ không phải nước lạnh, nước sôi. Nước sôi nước bình thủy á. Nước kia nó chai đúng không? Nước kia nó chai. Ok. Đây chín chưa ông nội? Ê mà nó không chín là nhịn luôn nha. 100% là chín. Ê được nè. Hả? Nè nó mềm hột gạo lại kết hột gạo rồi nè. À anh lúc này anh bưng ra sáng cho một người coi dễ. Đây mình tính ra rồi. Lấy hồng nữa theo vẫn bình thường. Đó,
nó gom và nổi bình thường. Đó là sự khác nhau. Sự khác nhau đó là anh mà đổ nước lạnh vô là cơm anh của nó sẽ hư. Đừng bao giờ chai, đổ chai hoặc cơm chai. Cho nên ấy buộc anh phải đổ nước sôi vô. Tại vì đang nóng mà đổ nước sôi vô là nó tiếp tục nó lên luôn. À nó nở ra thêm. Ừ. Đó. Được nè, chính rồi nè. Còn một cách nữa là có nhiều người chỉ là đổ rượu. Đổ rượu thì nó đắng sao ăn. Đúng, đổ rượu nó đắng khi mà nó bay mùi nhưng mà cái vị rượu nó đắng trong đây, nhưng đổ rượu nó không thích hợp. Cho nên chúng ta chỉ đổ nước sôi thôi. Đây là cách mà em cứu chữa một nồi cơm nó bị sống. À nghĩa là cứu một bữa đói trong thấy. Ừ, cứu một bàn thua trong thấy rồi đó. Thôi để hay mà giờ tôi nấu cơm nè. Bây giờ ông vô ông chiên trứng đi, ông chỗ tài chiên trứng đi bữa đi. Ừ, chiên trứng là nghề em mà, để em vô ông chiên cho. Có nghĩa là một trứng thành bốn trứng á. Cái nghề của ông. Nè anh thấy anh có số bảy trứng thì mình chiên luôn số bảy trứng đi. Mới vừa mình tiết kiệm đi. Trời đất ơi. Một trứng thành bốn trứng nghe chưa? Nhớ đó. Ăn mày biết bao giờ mình mới mập nữa anh Khải. Nhiều.